Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh rối loạn của miền Nam Việt Nam vào giai đoạn cuối của chế độ đệ nhị Cộng Hòa và từ hệ quả của luật báo chí 007 ban hành bởi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tác động của biến cố xuống đường của các ký giả đi ăn mày có thay đổi gì chính sách của chính phủ đối với sự sống còn của làng báo trước hoàn cảnh rối bời của miền Nam Việt Nam trong ngày tháng hấp hối hay không? Cùng kết thúc phần lịch sử báo chí của thời đệ nhị Cộng Hòa với mệnh nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Mời quý vị theo dõi giai đoạn khai sinh và phát triển báo chí truyền thông của người Việt tị nạn Cộng sản từ những ngày đầu trên bước đường vượt biển của người Việt yêu chuộng tự do qua phần 14 tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa, lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ thưa ông, thì cái cuộc xuống đường lịch sử như vậy của những người làm báo trong cái bối cảnh mà rối bời của miền Nam Việt Nam lúc đó, lúc bấy giờ đó, thì có thay đổi được gì không thưa? Thật sự không thay đổi được cái gì cả, là bởi vì các báo đã bị đóng cửa rồi. Bị đóng cửa là bởi vì không có tiền để đóng ký quỹ. Thì các tờ báo bị đóng cửa, 70% nhà báo bị thất nghiệp, trong đó có tôi. Mà may mắn là tôi còn làm việc cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là báo nước ngoài. Thì nó còn có được thù lao để mà sống. Còn các anh em khác thì tan hàng rã đám, không có thể làm nghề nào khác hơn. Có thể là phải về quê, có thể là về ăn bám các bà vợ tảo tần đi buôn bán. Chứ còn thật sự ra các báo lúc đó coi như là tan hàng rã đám chỉ vì cái luật 007 của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Mà ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông ấy đã có một cái hành động sai lầm. Ông ấy tưởng rằng là bắt báo, các báo ký quỹ như vậy đó thì nó bớt báo đi. Nhưng mà không ngờ là ông đã giết báo, giết những nhà báo. Và khi cái tình trạng đó nó xảy ra là chỉ còn lại có hai tờ báo của chính quyền, là tờ Dân Chủ và tờ Tin Sống và một vài tờ báo thương mại. Thành ra báo chí miền Nam lúc đó coi như đã chết và làng báo Việt Nam tan rã, tan hàng rã cánh, cùng đi theo với cái vận nước, cùng đi theo với cái sự sụp đổ của miền Nam năm 1975. Thì thưa ông, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần thứ ba cuộc màn đàm hôm nay, đó là cái sinh hoạt báo chí và truyền thông của cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại từ năm 1975 cho đến nay thưa ông. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Dạ vâng. Thì thưa ông, xin ông cho một cái nhận định và phân tích về cái nhu cầu và lịch sử phát triển của báo chí trong cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại từ sau năm 1975 thưa ông. Chúng ta hãy bắt đầu từ các trại tị nạn. Dạ. Thì đúng hơn. Người Việt của mình, người ngoại quốc có một cái câu là người Việt Nam nào cũng là thi sĩ, ai cũng biết làm thơ. Thơ không hay cũng được, mà thơ hay cũng càng hay nữa. Thì những người Việt làm báo đó, ở trong số những người tị nạn cũng có những ký giả làm báo từ Sài Gòn từ lâu năm đi theo đoàn tị nạn tới các cái trại tị nạn. Tôi nhớ cái tờ báo mà xuất bản bằng viết bằng tay rồi quay Romeo hồi đó, đóng lại phát cho người tị nạn ở trại Hồng Kông, là tờ báo Che Xanh. Nó chỉ có 4 trang giấy đánh máy mà lại viết tay. Lúc đó làm gì có chữ Việt đánh máy, viết tay của nhà báo kiêm nhà thơ Quốc Nam. Anh Quốc Nam anh ấy vượt biển thế đó, rồi anh cũng ngứa nghề, rồi anh cũng lại ra cái tờ báo đó.
Thật ra cái hình thức đó cũng giống như những cái tờ bích báo mà đúng, xưa đi học. Đúng, đúng. Dạ. Thế thì cùng cái lúc đó ở trại Indiana Townsgate ở Pennsylvania cũng có những cái tờ báo của ông giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đứng ra để mà viết đánh máy rồi bỏ dấu để mà phân phát cho người tị nạn, nói về những tin tị nạn, nói về những tin có những người bảo lãnh ra khỏi trại như thế nào, những thủ tục nhập cư như thế nào, vân vân vân. Rồi từ đó, đó tôi nhớ năm 1976 tờ báo có in ấn đàng hoàng chữ Việt một cái nguyệt san hồn Việt của anh Nguyễn Hoàng Đoan và của anh Ngọc Hoài Phương xuất bản ở tại San Diego. Sở dĩ có cái tờ báo đó là cái người sponsor, người bảo lãnh cho gia đình của anh Nguyễn Hoàng Đoan đó, là một ông đại tá Hải quân Hoa Kỳ. Ông ấy hỏi Nguyễn Hoàng Đoan biết làm nghề gì, thì Nguyễn Hoàng Đoan nói tôi chỉ biết làm báo thôi. Thì ông ấy giúp đỡ tiền bạc để cho Nguyễn Hoàng Đoan làm sao làm được một cái tờ báo tự lập. Rồi Nguyễn Hoàng Đoan mới đi tìm những người nhà báo cũ ở Việt Nam cùng đi sang Hoa Kỳ, thì lại gặp Ngọc Hoài Phương là người bạn cũ. Rồi hai người mới tụ tập với nhau, rồi vài một người bạn nữa mới nữa, rồi cũng làm một tờ bán ở tờ Nguyệt San một tháng một kỳ hồn Việt. Khi mà Nguyễn Hoàng Đoan gửi cho tôi cái tập san đó, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi bảo sang tới Mỹ rồi mà tại sao tìm được tiếng Việt, chữ Việt mà lại đánh dấu bằng tay thế này mà đọc cũng được đi, còn hơn là không có dấu mà đọc ngoạch ngoạc thế này. Thì từ cái báo hồn Việt đó nó mới nảy sinh ra tờ báo Người Việt của Đỗ Ngọc Yến ở tại quận Cam. Cái tờ báo của Đỗ Ngọc Yến cũng xuất phát từ một nhóm anh em bạn cũ sinh viên với nhau hồi ở Sài Gòn. Họ tập trung lại, vừa đi làm cho chính phủ thì giờ thời giờ rảnh rỗi không biết làm gì, quy tụ lại làm cái tờ báo bán đời trong cộng đồng, quanh quẩn trong cộng đồng, thành là cái tờ báo Người Việt. Từ cái gara nhà thuê của Đỗ Ngọc Yến về sau nó trở thành một cái tòa soạn, rồi từ từ nó lớn lên, nó thành ra một tờ nhật báo lớn nhất của Việt Nam, của người Việt hải ngoại ở tại Hoa Kỳ cho đến bây giờ. Rồi sau tờ Người Việt thì lại đến những tờ khác như là tờ Việt Báo của vợ chồng nhà thơ tiểu thuyết Nhã Ca Trần Dạ Từ, rồi Thời Báo Kinh Tế, rồi các cái báo khác bắt đầu nổi lên. Rồi các nhà báo cũ của Sài Gòn lại tập trung lại, viết cho báo này, viết cho báo kia. Đợi đến thời kỳ năm 1980-82, ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi cũng vượt biển sang Hoa Kỳ, là chân giáo ông ra tờ báo ngay Việt Nam Tự Do ngay lập tức. Một mình một chợ bán báo, rồi quảng cáo tùm lum tùm la ở tại quận Cam. Cái làng báo của Việt Nam ở tại hải ngoại đó, xuất phát từ Hồng Kông nhưng mà lớn lên từ miền Nam California.